Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì trong cái tựa game này hiện tại nó đang có hai cái vật phẩm limited nha các bạn. Vật phẩm đầu tiên là vật phẩm cây kẹo mút, vật phẩm thứ hai là vật phẩm cái ly cà phê các bạn. Thì cái cây kẹo mút này lúc trước mình có làm video ở một cái game khác rồi các bạn. Thì bây giờ mình thấy nó ở trong cái game này thì mình khá là bất ngờ. Thì mình lại lục lại cái video cũ đó, mình vào trong cái map cũ thử. Thì khi mình vào trong cái map cũ thì cái map cũ đó nó đã biến mất rồi các bạn. Kiểu là người ta xóa game đó rồi. Thì nó đưa qua cái tựa game này các bạn. Thì cái tựa game này lúc trước á là nó có auto tự động uống hoặc là tự động liếm các bạn. Hồi trước là cái item này nó ở trong cái game là liếm kẹo các bạn. Thì bây giờ cái qua cái game mới này thì nó không còn auto nữa các bạn. Auto, nếu mà các bạn muốn có auto thì các bạn phải bỏ robot ra mua. Thì nhiệm vụ để mà các bạn lấy được cái cây kẹo mút trong cái tựa game này á, nó yêu cầu là các bạn phải chơi trong game được 10 tiếng và các bạn phải mở được cái map sa mạc các bạn. Còn nhiệm vụ của cái cốc cà phê á, thì nó yêu cầu là các bạn chỉ chơi trong 5 giờ và các bạn chỉ cần đến được thế giới Minh. Thì thế giới Minh này á, là thế giới Bạc Hà nha các bạn. Thì nói chung nhiệm vụ chơi khá là dễ các bạn. Nếu mà bạn nào mà thích hai vật phẩm này, các bạn có thể vào bỏ thời gian ra chơi một tí là nhận được. Nói chung là nó cũng khá là dễ thôi các bạn. Khi mà các bạn nâng cấp đủ cái ly nước ấy, các bạn nâng cấp đủ cái số ly nước thì các bạn sẽ qua được những cánh cổng đó, là nó sẽ hoàn thành nhiệm vụ thôi các bạn. Nói chung là cũng khá là easy, nếu mà bạn nào muốn thì có thể join vào chơi thử nha các bạn. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo. Thank you.